tỷ số 25 19. Đội điểm thứ hai nhà nghỉ Hải Anh kết bóng. Bắt đầu chuẩn bị. Một pha bóng rất hay của cầu thủ số 2 của nhà nghỉ Hải Anh, điểm cho nhà nghỉ Hải Anh 1-0. Điểm cho nhà nghỉ Hải Anh 8-4.
rất mạnh của cầu thủ Thiêu Văn Đoàn. Điểm cho số cầu 5, 8. Hai rất là dài. Bây giờ thì anh điểm của anh Nhà Anh 9, 5. Cầu thủ chuyển hai bước hùng của sóc cầu đã ghi điểm. Điểm sóc cầu 6, 9. Buồn rất là nghỉ Hải Anh 10, 6. Anh phần đánh nhanh. Không phải, không tốt. Một pha bóng đánh nhanh của cầu thủ số 7. Đánh nhanh. Điểm cho cầu 7, 10. Một vị trí số 4 nhưng mà đánh chuyên đánh biên khác. Ký hiệu, ký hiệu. Chuyển 2. Các cầu thủ đang chuẩn bị vào cơ thể phòng thủ. Cầu thủ chuyển 2 số 7 của nhà Anh màu đỏ. Ký điểm của nhà Anh. Đập, không phải chuyển tiếp lên mà được đâu. 7. Chuyển toàn chuyển lộ rồi. Buồn cho anh Hải Anh 12, 7. Rồi sắp cầu có lẽ là ăn trưởng ăn trưởng trưởng ăn trưởng trưởng ăn trưởng 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 trưởng. Chuyển hai như này hàng dạo hàng chắn của đội sóc cầu không theo nổi hàng tấn công của đội nhà Nghỉ Hải Anh. Điểm cho nhà Nghỉ Hải Anh 14, 9. Một pha bóng rất mạnh của cầu thủ Bùi Hoàng Minh. Điểm cho sóc cầu 10, 14. Một pha bóng rất mạnh nhưng mà lại ra ngoài. Điểm cho nhà Nghỉ Hải Anh 15, 10. Một pha bóng không hiểu với nhau nhưng mà lại ghi điểm rồi sắp đầu lại ghi điểm. Điểm sân cầu 11, 15. Chưa bắt đầu nó phát bóng ra ngoài điểm cho nhà Nghỉ Hải Anh 16, 11. Phát bóng chưa vào lưới điểm cho sóc cầu 12, 16.
Được, tức là người Hải Anh 17 12 rồi sóng đầu phạm lỗi. Điểm một điểm nữa cho đội Hải Anh 18-12. Phải dẫn đầu có cần đồng ý không ạ? Dẫn đầu xin được hội ý. Mà sắp đầu có sự thay đổi người. Đấy, nhiều ý đề nghị vận động viên của hai đội chúng ta vào sân tiếp tục thi đấu ở hiệp thứ hai. Tỷ số bây giờ là 18-12. Kia vừa rồi nhà nghỉ Hải Anh. Bồn hình chuyến vào vàng. Một pha bóng rất hay từ sau vạch 3m của cầu thủ Bùi Hoàng Lĩnh. Điểm cho sân cầu 13-18. Điểm 19-13 cho nhà mình Hải Anh. Điểm cho chấm cầu 14-19, khoảng cách là 5 điểm. 6 điểm hết, 5 điểm hòa. Giang Nghị ạ, Hải Anh đưa bóng vào. Điểm cho chấm cầu 15-19. Anh Long gặp số đỏ, không phải đi nhặt. Tỷ số là 16-19, đóng đầu phát bóng. Vẫn còn một điểm nữa rơi vào 17-19. Khoảng cách là 2 điểm. Một đội số 6, một đội Hải Anh
điểm cho nhà nghỉ Hải Anh. 30, 17. Một pha bóng rất mạnh của cầu thủ Bùi Hoàng Minh. Ghi điểm cho Công Cầu 18-20. Chưa lần sau. Một pha bóng rất nhẹ nhưng trong đầu không đỡ bóng. Không đỡ bóng điểm cho nhà nghỉ Hải Anh. 21-18. Một pha bóng đánh lọt bóng ra ngoài điểm cho nhà nghỉ Hải Anh. 22-18. Một bóng rất hay rồi để thủ Bùi Hoàng Minh điểm cho Công Cầu 19-22. Mượn cho nhà nghỉ Hải Anh 23-19. Đấy, nếu ướt áo thế nào thằng Nam kìa đấy. Ướt như tắm chả ướt thế nào. Phá bóng ra ngoài điểm cho Công Cầu 20-23. Một pha bóng chắc là bóng rất hay của cầu thủ Văn Dương điểm cho Công Cầu 21-23. Không tránh của nhà nghỉ Hải Anh điểm cho nhà nghỉ Hải Anh 24-21. Chết rồi. Bóng có lẽ là quá thấp. Điểm cho nhà nghỉ Hải Anh 25-21. Đây là đội nhà nghỉ Hải Anh liên tục dẫn đường và thắng của thủ số 25-21.